Thưa quý vị, Nobel là giải thưởng danh giá trên thế giới, và nhắc tới giải thưởng này không thể không nhắc tới người đã sáng lập ra nó, nhà khoa học và nhà phát minh nổi tiếng người Thụy Điển Alfred Nobel. Hôm nay 21 tháng 10 năm 2020, kỷ niệm 187 năm ngày sinh của Alfred Nobel, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông. Alfred Nobel sinh ngày 21 tháng 10 năm 1833 tại Stockholm, Thụy Điển. Cha của ông là một kỹ sư, đồng thời cũng là một nhà phát minh có tài. Sau khi ông ra đời, thì gia đình ông chuyển đến sống tại Nga. Đến năm ông 17 tuổi, được cha gửi sang Pháp theo học ngành hóa học. Bước ngoặt của cuộc đời ông bắt đầu từ đây. Trong quá trình theo học tại Pháp, ông gặp được một nhà hóa học trẻ người Ý tên là Sobrero. Ông này đã sáng chế ra một loại chất nổ dễ bay hơi tên là nitroglycerin. Sobrero đã giới thiệu chất này với Nobel, đồng thời giải thích cho ông hiểu rằng nếu sản xuất được chất này sẽ là một đề tài nghiên cứu thú vị, nhưng đồng thời cũng sẽ là mối nguy lớn nếu sử dụng nó trong thực tế. Tuy nhiên Alfred không nghĩ vậy và ông bắt đầu tiến hành các thí nghiệm với chất này. Những thí nghiệm của ông đã dẫn tới việc sáng tạo một loại chất có ảnh hưởng to lớn tới các ứng dụng quân sự và dân sự sau này, đó chính là thuốc nổ. Sau khi hoàn thành việc học tại Paris, ông trở lại Nga. Tại đây, ông và cha đã cùng nhau làm các thí nghiệm loại chất này. Trong quá trình tiến hành các thí nghiệm này, họ đã gặp phải khá nhiều sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là cái chết của người em trai út, Emil. Alfred Nobel đã mất người em trai của mình trong một vụ nổ nhà máy, và điều này đã thôi thúc Alfred Nobel tìm ra cách chế tạo hợp chất hóa học này một cách an toàn hơn. Không lâu sau cái chết thương tâm của em trai, cha, mẹ và Alfred đã quay trở lại Thụy Điển sinh sống. Bất chấp những hậu quả từ các thí nghiệm tại Nga, Alfred tiếp tục thí nghiệm với chất nitroglycerin và đến năm 1886, ông công bố các kết quả thí nghiệm và gọi chất này là dynamite, có nghĩa là thuốc nổ. Bằng nghiên cứu và phát minh của mình, Alfred Nobel đã trở thành một nhà doanh nhân giàu có với 90 nhà máy sản xuất thuốc nổ tại 20 quốc gia trên thế giới. Ông không kết hôn và dành cả cuộc đời mình làm các thí nghiệm hóa học. Ông qua đời trong yên bình vào ngày 10 tháng 12 năm 1896. Alfred Nobel dành phần lớn thời gian để phát minh thuốc nổ, nhưng điều mà người ta biết đến ông nhiều nhất đó là người sáng lập ra giải thưởng Nobel ở những lĩnh vực như hóa học, vật lý hay kinh tế. Sau khi mất, trong di chúc của mình, Alfred Nobel mong muốn sẽ có một giải thưởng được trao cho những người có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý, hóa học và dược phẩm. Thêm vào đó, ông cũng muốn trao giải thưởng trong lĩnh vực văn học và hòa bình cho những cá nhân có đóng góp trong việc phát triển mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia. Giải Nobel đầu tiên được trao năm 1901, 5 năm sau ngày Nobel qua đời. Lễ trao giải Nobel được diễn ra tại Thụy Điển vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, nhân kỷ niệm ngày mất của ông. Đức vua Thụy Điển sẽ là người trao giải. Những người nhận giải sẽ được nhận một huy chương có khắc chân dung của Alfred Nobel, một bằng chứng nhận và một khoản tiền tính bằng đồng tiền krono của Thụy Điển.